10 ưu điểm nổi bật của hình thức roadshow quảng cáo tại Việt Nam. Roadshow là hoạt động quảng cáo di động trên đường phố đang được nhiều nhãn hàng ưa chuộng triển khai bởi sở hữu những ưu điểm hấp dẫn. Thứ nhất, đa dạng hình thức triển khai. Roadshow có thể triển khai qua các hình thức khác nhau như roadshow xe đạp, xe máy, ô tô, roadshow xe buýt 2 tầng, luxury roadshow. Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức phù hợp với mục tiêu và ngân sách của chiến dịch truyền thông nhằm gây ấn tượng mạnh với người đi đường. Thứ hai, phù hợp với hầu hết các ngành hàng. Không chỉ dành cho các thương hiệu lớn, roadshow còn phù hợp với hầu hết các ngành hàng, từ thực phẩm cho tới công nghệ, thời trang, giáo dục. Mọi nhãn hàng đều có thể triển khai roadshow để tăng khả năng tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Thứ ba, quảng cáo thương hiệu, sản phẩm ấn tượng và độc đáo. Với hình thức diễu hành trên đường phố và hoạt động sáng tạo, roadshow không chỉ tạo ra ấn tượng sâu sắc mà còn giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp quảng cáo một cách rõ ràng, kích thích sự tò mò của khách hàng. Thứ tư, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu. Đặc điểm nổi bật của roadshow là xuất hiện trên đường phố. Điều này giúp thương hiệu tạo ra trải nghiệm tương tác đáng nhớ và nổi bật trong tâm trí khách hàng. Thứ năm, dễ dàng thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhờ những hoạt động tương tác và trình diễn độc đáo, roadshow là hình thức quảng cáo khiến người xem không thể không chú ý, từ đó dễ dàng tiếp cận với đông đảo khách hàng. Thứ sáu, sở hữu tính linh hoạt và đa dạng. Hình thức roadshow cho phép doanh nghiệp có thể triển khai vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, đặc biệt các sự kiện thương mại, mùa mua sắm sôi động để quảng bá sản phẩm dịch vụ tới tất cả người tiêu dùng. Thứ bảy, truyền tải thông điệp mạnh mẽ. Đây được coi là hoạt động giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp hiệu quả và gắn kết với khách hàng tiềm năng, bởi roadshow thường diễn ra trên nhiều địa điểm khác nhau. Thứ tám, tạo tiếng vang lớn cho thương hiệu. Việc di chuyển và tổ chức các hoạt động nổi bật trên đường phố đã khiến roadshow trở thành hình thức truyền thông được quan tâm và ưu ái, tạo ra sự lan tỏa thông điệp và thu hút sự chú ý của khách hàng, từ đó góp phần xây dựng tiếng vang lớn cho thương hiệu. Thứ chín, gia tăng doanh số hiệu quả. Nhờ tương tác trực tiếp và tạo nên trải nghiệm thực tế cho khách hàng, roadshow có khả năng giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số bán hàng đáng kể. Thứ 10, gây ấn tượng mạnh trong tâm trí khách hàng. Hình ảnh từng đoàn xe diễu hành nối đuôi nhau trên đường phố, kết hợp hình ảnh và thông điệp truyền thông sẽ khiến khách hàng dễ dàng khắc sâu thương hiệu trong tâm trí của họ. Follow Indigo H để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trên nhé.